Thời điểm này, hoa mận Tam Hoa Bắc Hà đang nở rộ, đã thu hút rất đông du khách đến với Bắc Hà để trải nghiệm. Theo dự kiến của địa phương, trong dịp tổ chức Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà năm 2023, sẽ thu hút khoảng 30.000 lượt khách du lịch. Tại trại nghiên cứu giao quả Bắc Hà, cánh đồng mận thôn Na Lo, xã Tài Trải và hầu hết các khu vực xã thị trấn đều bao phủ sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Đã có rất đông du khách đến trải nghiệm tham quan chụp ảnh. Và mình biết được là một vài tuần tới là hoa, hoa mận nở và bọn mình đã sắp xếp mà lịch để lên cảm nhận cái 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 vẻ đẹp của hoa mận mỗi mùa xuân về trên bắc hà và thật thực sự là rất tuyệt vời. Đối với bọn mình nghiên cứu và sản xuất thì những cái thành quả như được như ngày hôm nay được khách du lịch đến thì đối với bản thân cũng thấy là sẽ cảm thấy rất là phấn khởi và vui mừng. Cái thứ hai là cũng cũng đem lại cái nguồn thu hút khách cho Bắc Hà và tỉnh cũng trong dịp này nắm bắt nhu cầu của du khách đã có nhiều hộ dân tận dụng được vườn mận đẹp đầu tư dịch vụ cho thuê trang phục đạo cụ giúp du khách có thể hòa mình vào với bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn và trải nghiệm khám phá vẻ đẹp của Bắc Hà ở tại những cái vườn của gia đình ấy, thì chúng tôi vẫn luôn là ví dụ như xây dựng những cái điểm check-in hoặc là uh, đầu tư thêm những cái bộ trang phục truyền thống cũng như những cái đạo cụ để du khách đến có thể là uh, sử dụng để chụp ảnh luôn và được trải nghiệm luôn. À, chúng tôi uh, xác định là ngoài những cái uh, bản sắc văn hóa truyền thống ra thì uh, chúng tôi xác định là du lịch về nông nghiệp, ví dụ như là trải nghiệm về uh, check-in vườn hoa mận là tam hoa, vườn hoa lê, vườn hoa mận tà Văn, Thì những cái điều đó đem đến cho khách những cái trải nghiệm mà rất là mới lạ. Chương trình Sắc Mận Cao Nguyên Trắng Bắc Hà được lùi lịch sang ngày 25-26 tháng 2 do khu vực tổ chức tại xã Tà Văn Chư với giống mận Tà Văn chưa vào thời điểm đẹp tuy nhiên hiện nay đông đảo du khách đến với bắc hà trải nghiệm đã cho thấy sức hút của thiên nhiên nơi đây là một phần quan trọng giúp du lịch bắc hà ngày một phát triển